Xét xử lại vụ tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không và người chạy Grabbike ở thành phố Hồ Chí Minh. Trưa ngày 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không và người chạy Grabbike đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, 34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phong là tài xế lái xe ô tô Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường, quận Phú Nhuận, thương tật vĩnh viễn 79%. Ông Lê Mạnh Thường, 64 tuổi, quận 12, người chạy Grabbike, ra đi bãi mãi. Sau đó, Phong bỏ trốn rồi đến công an đầu thú. Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện Phong dương tính với ma túy, không có giấy phép lái xe, chạy xe 84 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 50 km/h gây ra vụ tai nạn. Trước đó, xử sơ thẩm lần 1, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Phong 7 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho chị Hường và 477 triệu đồng cho gia đình ông Thường. Sau đó, vào tháng 4 năm 2021, Tòa Phúc Thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Phú Nhuận điều tra lại toàn bộ vụ án. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phong khai đã ký chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ để sang tên cho mẹ. Còn bà M, mẹ của Phong cho rằng số tiền mua căn hộ được gia đình bà cho do mất hết giấy tờ nên để Phong đứng tên. Hội đồng xét xử đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ đây là tài sản của ai để đảm bảo việc bồi thường trong vụ án. Trong bản cáo trạng truy tố ra tòa lần 2, cơ quan chức năng đã kê biên căn hộ của bị cáo Phong để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại. Tại phiên tòa ngày 12 tháng 7, bị cáo Phong không có người bào chữa và sẽ có 5 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng triệu tập 12 cá nhân, pháp nhân tới tham dự tòa với tư cách là người liên quan và làm chứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc trên. Các bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.